Hello everyone, my name is Hoàng Thị Thơ. Chào mừng các bạn đã tới với video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên edupia.vn. Để tham gia chương trình Vì Sơn La Giỏi Tiếng Anh, trước tiên các bạn cần đăng ký tài khoản. Để đăng ký tài khoản, bước đầu tiên, các bạn truy cập trang web edupia.vn. Các bạn có thể truy cập qua trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt Chrome. Sử dụng trình duyệt Chrome. Trên tab mới, các bạn gõ cho cô edupia.vn. Sau đó nhấn nút Enter trên bàn phím. Đây là giao diện chính của trang web edupia.vn. Ở đây các bạn nhìn cho cô sang góc phía bên phải trên cùng màn hình. Các bạn sẽ thấy dòng chữ Cuộc thi tiếng Anh. Các bạn ấn chuột trái, chọn Cuộc thi tiếng Anh. Chọn tỉnh thành, Sơn La. Ấn vào nút màu vàng xác nhận. Chọn đăng ký ngay. Đây là phần khai thông tin cá nhân dành cho các bạn học sinh. Các bạn cần lưu ý như sau. Họ tên học sinh là họ tên của các bạn dựa trên giấy khai sinh. Cô lấy ví dụ Hoàng Linh Chi. Số điện thoại liên hệ ở đây, các bạn hãy ghi cho cô số điện thoại của bố hoặc mẹ. Tỉnh thành Sơn La, các bạn chọn huyện Phú Yên. Huyện Phú Yên. Ấn chọn huyện Phú Yên. Ở mục phường hoặc xã, các bạn chọn nơi cư trú của mình dựa trên giấy khai sinh của các bạn nhé. Ở mục khối lớp, các bạn học khối lớp nào thì các bạn chọn khối lớp đó. Khối lớp 3 thì các bạn chọn lớp 3. Còn khối lớp 4 và lớp 5 các bạn ấn vào mục mũi tên. Chỉ xuống phía dưới. Trường các bạn chọn trường tiểu học thị trấn. Các bạn chọn trường tiểu học thị trấn. Lớp các bạn ghi rõ tên lớp. Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ thông tin cá nhân, nơi sinh sống, thông tin trường lớp, các bạn kéo xuống phía dưới và chọn gửi thông tin đăng ký. Ấn chuột trái vào mục gửi thông tin đăng ký. Sau khi gửi thông tin đăng ký, sẽ có thông báo chúc mừng các con đã đăng ký thành công cuộc thi. Sau đó các bạn click chọn vào ô đồng ý. Tài khoản đăng nhập của các bạn sẽ là số điện thoại và mật khẩu sẽ được mặc định là từ 1 cho tới 6. Về cuộc thi Vì Sơn La Giỏi Tiếng Anh, để biết thêm thông tin, các bạn có thể kéo xuống phía dưới để biết được thành tích cá nhân của mình, cũng như các vòng thi sắp diễn ra như vòng thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, vòng thi đặc biệt.